các mẫu máy bay điều khiển 4 kênh đang có tại shop anh em nhá. Đầu tiên là mẫu Su-35 4 kênh siêu đẹp anh em nhá. Đây là mẫu máy bay giá 4 kênh giá rẻ và cũng là dễ chơi nhất trong phân khúc các mẫu máy bay 4 kênh. Được trang bị máy cân bằng, tự động cân bằng. Anh em mới chơi cũng có thể chơi được. Sau 2-3 buổi tập làm quen anh em cũng hoàn toàn có thể làm chủ được em nó. Có cả nút 3D 6D nhá. Tức là bình thường anh em lái nó sẽ bay như này. Đấy, khi nút 3D 6D nó sẽ đảo ngược lại và nó bay ngửa này. Đấy, động tác bay ngửa bụng. Khi ấn nút 3D 6D nó lại lộn ngược lại. Đấy. Thì cái động tác bay ngửa bụng này là một cái động tác mà rất là khó. Anh em mà nếu mà không có máy cân bằng trang bị 3D 6D thì kể cả anh em chơi lâu rồi cũng rất là khó làm. Nhưng mà với con này chỉ cần ấn nút thôi thì anh em newbie cũng có thể bay ngửa bụng được. Đấy. Ngoài ra thì những động tác cơ bản của máy bay 4 kênh như xoay 360 này, lộn nhào này, con này đều có thể làm hết nhá. Động cơ của nó thì là động cơ chủ than thôi. Bay tốc độ vừa phải. Chung là anh em phù hợp cho anh em các anh em mới chơi bay muốn làm quen với 4 kênh ngay. Kit của nó cũng là kit đúc nguyên khối nhá. Nguyên bản là mẫu Su-30M của Nga, từ màu sơn đến tỷ lệ rất là đẹp. Mọi người bay chán có thể bỏ thủ trưng rất là ok. Tiếp theo là mẫu Su-27 UBK, và thế chính xác hơn là nguyên mẫu G11B Quốc đấy. Thì mẫu này cũng là kit đúc KPO nguyên khối anh em nhé. Đấy, đầu cao su chống sốc rất là tốt, đâm ra chip đâm ra rất là tốt. Đấy, cũng được trang bị sẵn mạch cân bằng em nhé. Đấy, tự động cân bằng. Các bác mới chơi cũng có thể chơi một ngày ngay được, tại vì nó có máy cân bằng rồi. Bay kiểm soát nó cũng khá là dễ thôi, nhưng mà thường thường là các bác mới chơi thì chưa nên chơi con này, tại vì kit của nó là kit đúc rất là đẹp và rất là đắt. Chơi anh em mà chơi mà lỡ tay đâm cái thì thay cái kit tí nặng. Ok, 4 kênh đầy đủ chức năng. Xoay 360 này, lộn nhào này. Kênh thứ tư là kênh lái bánh nhé. Đấy, lái cái bánh. Động cơ của nó là động cơ 2212 2450 kW, pin 3S 1500 mAh. Thì con này thì mình đã có video bay thử rồi, bay rất là chiến. Ok anh em nhá. Cái đấy là mẫu Su-27 Flat. Thì với mẫu này là mẫu mà shop sẽ tự ráp cấu hình theo yêu cầu của anh em. Có hai loại kit, một là kit Su-27 mà hai là kit F22. Sải cánh 75 cm, dài 88 cm anh em nhé. 4 kênh đầy đủ chức năng. Với cấu hình cơ bản mặc định thì nó sẽ là motor vàng 2450 kW hoặc 2200 kW. Thì cánh 6x4, pin 1500 mAh hoặc là 2200 mAh, DXRX và C6C, ESC40A. Đấy, và những trang bị cơ bản, xe bo xanh huyền thoại. Ngoài ra thì cấu hình anh em có thể yêu cầu cấu hình ngon hơn như kiểu motor Sunny Sky, ESC 450A xịn hơn này, pin 2002, xe bo tím trong kim loại xịn hơn. Thì với cấu hình giá nó cũng tranh nhau khoảng tầm 300-400 gì đấy. Thì với cấu hình cơ bản này thì shop đang bán là combo không cảng là 1.6, còn combo có cảng đáp 3 cảng lái bánh chất là 1.7. Cấu hình yêu cầu khác nhau thì giá nó sẽ thay đổi một chút. Đặt trước tự làm anh em nhé. Nó biểu diễn lên đây đủ các động tác nhé. Xoay 360, lộn nhào các kiểu. Shop cũng có thể lắp thêm mặt cân bằng được. Với anh em mới chơi Và muốn lắp mạch cân bằng thì shop cũng có thể lắp được thêm mạch cân bằng thì cộng thêm 300.000 nữa nhá. Anh em mà chơi quen tay rồi, tập chơi thì nên chơi trên cái kit flash này. Đấy, nó rẻ, kit của nó chỉ có 150 thôi. Nếu mà đâm ra rơi rớt hỏng vỡ kit, anh em mình tháo đồ điện ra thay kit khác thì nó có 150 thôi, nó đỡ tốn kém. Còn anh em tập chơi quen rồi, tay lái ok rồi thì có thể lấy đồ điện của con này và thay vào cái kit đúc Su-27 EPO. Đấy, thì nó sẽ đẹp hơn. Đây, kit đúc đây. Đây, kit đúc Su-27 EPO, sải cánh 13cm, dài 1m nhá. Rất là đẹp. Đấy, khi anh em lái quen tay rồi thì có thể bốc đồ điện từ con này sang con này. Đấy, dán đề can vào rất là đẹp luôn. Thì cái kit này bên mình đang bán là hơn 600. Giá hiện tại là hơn 600 một chút, đó là 120 gì đấy. Còn giá thì cũng có thể thay đổi theo thời gian, lúc tăng lúc giảm tùy lúc anh em nhé. Còn nếu anh em nào muốn ráp luôn trực tiếp lên cái EPO này và con này thì giá nó dao động khoảng tầm 2,6 triệu đến 3 triệu. Ok nha. Và cuối cùng là một mẫu mà rất nhiều anh em khách hàng cũ đã từng mua hàng ở shop có hỏi về yêu cầu shop làm. Đây là em ZI740 nâng cấp lên 4 kênh. Thì em này thì với các bác mà hay chơi tập chơi ấy, mà đã mua con ZI740 của shop rồi, chơi quen tay rồi, anh em có thể tháo hết đồ điện ra và shop sẽ nâng cấp lên 4 kênh. 2 động cơ chổi than 104 này, 2 xe bo mini 3,7g này, SC 20A, tí đấy, MC 6C. Đấy. À, và các bác cũng có thể giữ lại được nguyên cái pin của pin 2S của con ZI70 nhá. Đấy. Thì combo đồ điện của nó rơi khoảng tầm trên dưới 1 triệu. Nếu các bác nào có sẵn kit 740 cũ và kit 740 cũ rồi thì bỏ thêm tầm 1 triệu nữa là sẽ có một con 740 4 kênh. Đấy, thì cái kit của 740 này nó là kit nguyên mẫu của con Vic29 đúc nguyên khối. Tỷ lệ của nó rất là chuẩn, rất là đẹp và nó cũng to vừa phải, nó không to như các con kia. Mọi người cầm đi bay thuận tiện nên là các anh em rất thích và hay yêu cầu shop lại. Đấy. Ngoài ra nếu mà các anh em mà chưa mua về 740 bao giờ, muốn chơi thẳng 740 nâng cấp thì đây, shop cũng có cái kit riêng của nó nha. Đọc kit shop này. Đấy, kit shop của nó thì giá dao động khoảng tầm 400, trên dưới 400. Đấy, thì với anh em mà chưa có máy bay ZI740 mà muốn chơi thẳng con ZI740 nâng cấp 4 kênh này thì cả đồ điện và cả kit của nó rơi khoảng tầm 4,5 triệu gì đấy. Con vừa rồi hôm sẽ có một con MiG-29 4 kênh kit đúc siêu đẹp. Đấy. Ngoài ra thì shop còn mẫu P40 vua hốc 4 kênh của Vinatone nữa. Thì, mẫu này thì hiện tại là shop đang hết hàng. Cũng giới thiệu qua cho anh em một chút, chắc là ra Tết sẽ về hàng. Đấy. Con này thì shop cũng đã có một video đập hộp và review bay chi tiết con nó rồi. Nhỏ mà có võ, bay rất là chiến luôn, thực hiện đầy đủ các động tác, tốc độ bay rất là nhanh, kháng gió khá ổn. Hàng Vinatone anh em ạ, rất là bay rất là ok nhá. Đấy, thì đấy là tất cả những mẫu máy bay 4 kênh shop hiện đang có. Anh em cần tư vấn chi tiết hoặc là cần mua hàng thì liên hệ shop trực tiếp qua hotline Zalo trên màn hình nhá. Chào tất cả anh em.